Như chúng tôi đề cập trong bản tin dự báo thời tiết nông vụ hôm qua, thời tiết các tỉnh phía Nam xuống thấp, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ. Sáng sớm và đêm, người dân có thể cảm nhận được cái lạnh của những ngày đầu đông. Đây là kiểu thời tiết đặc trưng dịp lễ Noel và Tết Dương lịch. Dự báo của các chuyên gia, những ngày tới khu vực này có thể xuống dưới từ 19 đến 20 độ C. Trời trở lạnh, người dân sức đề kháng cơ thể yếu hơn, nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Mỗi người cần giữ ấm cơ thể, giữ ấm không gian sống, tăng cường các bài tập thể dục thể thao phù hợp, ăn uống đầy đủ chất. Thời điểm này, người trồng hoa kiểng Nam Bộ đang chăm sóc cây để bán đúng dịp Tết Nguyên Đán. Nhiệt độ xuống thấp ảnh hưởng đến sự sinh trưởng. Gió rét làm cây bị chậm phát triển, không bật chồi hoặc có thể chết. Đối với các loại rau màu như hành, ớt, cà chua, bắp cải rơi vào tình trạng giảm nhiệt đột ngột gây phá hủy các tế bào trong cây. Lâu dần cây héo táp, cháy xém và chết nhanh chóng. Mỗi dịp Tết đến xuân về, thu nhập từ việc bán hoa kiểng Tết và rau màu giúp người dân có thêm thu nhập. Thời tiết và sâu bệnh hại có ảnh hưởng lớn đến cây trồng. Các chuyên gia gợi ý nhiều giải pháp giúp bà con chăm sóc cây mùa lạnh. Người trồng hoa cần tưới đủ ẩm theo nhu cầu dinh dưỡng của cây, bón thêm phân kali, phân lân, giảm bón đạm để giúp cây khỏe mạnh chống chịu với rét lạnh và có thể ủ thêm trấu, tro, dầu gốc. Phun thêm vitamin B1 nồng độ thấp giúp cây có thêm chất dinh dưỡng, tăng sức đề kháng. Ngoài ra còn giúp cây tạo sự quang hợp tốt, kích thích ra rễ nhanh và hạn chế được sâu bệnh, gian lá khi trời lạnh. Đối với rau ăn lá, người trồng có thể che luống bằng lưới hoặc ni lông để tránh sương và mưa. Bón thêm phân kali, phân lân và giảm bón đạm giúp cho quá trình hoạt động sinh lý được thuận lợi. Những thông tin này cũng khép lại bản tin hôm nay. Mến chào và hẹn gặp lại quý khán giả.